Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu móc gắn chìa khóa hình gấu dâu xinh xắn như thế này ha. Thì mẫu của mình không phải là gấu dâu như trên màn hình ha, mà là một cái chú gấu trúc ở bên trên và một quả dâu ở bên dưới nè, hai cái nằm chồng lên nhau. Nếu không thích hai cái này ghép lại với nhau, các bạn có thể tách làm đôi cho mình. Mình sẽ có hai cái loại móc khóa ha, một móc khóa trái dâu và một móc khóa gấu trúc nè. Thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này, móc lên một mũi móc xích, móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên, ở đây mình sử dụng len miêu cotton 125g và kim 2,5mm để móc ha. Móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi đã có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Đây là mũi móc đơn đầu tiên ha, móc vào một mũi dời. Lưu ý khi kết thúc mỗi vòng móc các bạn kéo dài sợi len lên một tí, sau đó nghiêng cái sợi len về hướng tay cầm kim móc, guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại nè. Sau đó kéo lại và móc lên một mũi móc xích. Ta hoàn tất được vòng đầu tiên ha. Vòng đầu tiên hoàn tất có 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp vào 6 chân đó, mỗi chân là mũi tăng. Mũi tăng tức là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng đầu, móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng chân móc, tức là mũi tăng nè. Sau đó làm tương tự cho mình cho 5 chân còn lại ha. Chân thứ hai cũng móc mũi tăng, 2 mũi móc đơn cùng chân móc nè. Tiếp tục chân thứ ba móc mũi tăng, chân thứ tư móc mũi tăng, chân thứ năm cũng móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc, và chân thứ sáu tương tự ha, móc mũi tăng, 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Sau khi móc đến kết thúc vòng thì ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời. Nhớ ha, kéo dài sợi len lên, nghiêng về hướng tay cầm kim móc, guốc thật mạnh lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc thứ ba thì mình sẽ có 12 chân của vòng thứ hai. Các bạn sẽ móc đều cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn. Mình sẽ có 12 mũi móc đơn vào 12 chân ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba vào chân thứ ba nè. Tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng ta có được 12 mũi móc đơn. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng thứ ba có 12 mũi móc đơn tạo ra 12 chân cho vòng móc thứ tư. Vòng móc thứ tư móc cho mình theo cụm móc như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên, chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi tăng, là 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Như vậy là ở hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Ta sẽ có một móc đơn, sau đó là mũi tăng. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai, làm tương tự đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì ta cũng có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha, tăng được 6 mũi cho vòng này, thì vòng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 18 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc vòng nè. Guốc lại, móc lên một mũi móc xích. Thì 18 mũi móc đơn của cái hàng phía dưới nó sẽ tạo ra 18 chân cho hàng kế tiếp. Hàng kế tiếp móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn, mình sẽ có 18 mũi móc đơn vào 18 chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai. Sau khi hoàn tất được 18 mũi móc đơn vào 18 chân rồi, tiếp tục kết thúc vòng. Tiếp tục hàng móc kế tiếp thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái hàng mà mình tăng mũi bên trên ha. Hàng tăng mũi gần nhất của mình là một móc đơn, sau đó là mũi tăng nè. Đây là cụm móc tăng mũi gần nhất ha. Mình có cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân là một mũi, sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ các bạn sẽ tăng tịnh tiến cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này lên. Mình sẽ có 2 mũi móc đơn mỗi chân. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai. Khi có được 2 mũi móc đơn mỗi chân thì chân kế tiếp móc cho mình mũi tăng. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. 2 mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó sẽ làm mũi tăng. Mình có được cụm móc thứ hai ha, làm tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì vòng này của mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 6 cụm móc, tăng được 6 mũi, ta sẽ tạo ra được tổng cộng là 24 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc vòng. Hai mươi bốn mũi móc đơn đó sẽ tạo ra 24 chân cho vòng kế tiếp. Các bạn tiếp tục móc xen kẽ cho mình thêm một hàng móc không tăng mũi ha, giống như cái hàng phía dưới nè, một hàng tăng thì một hàng không tăng, thì bây giờ mình đang móc hàng tăng, hàng kế tiếp sẽ không tăng ha, móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn, ta sẽ có được 24 mũi móc đơn vào 24 chân. Khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục kết thúc nè, đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Vòng này có 24 mũi móc đơn tạo ra 24 chân cho vòng kế tiếp. Vòng kế tiếp tiếp tục tăng mũi, mình cũng dựa vào hàng tăng mũi gần nhất. Ở đây của mình có 2 mũi móc đơn mỗi chân sau đó là mũi tăng, thì bây giờ tiếp tục tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ này lên, mình sẽ có 3 mũi móc đơn mỗi chân ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Như vậy là ta đã tăng tịnh tiến lên được thêm một mũi so với cái vòng tăng mũi gần nhất rồi nè. 3 mũi mỗi chân. Thì tiếp tục chân kế tiếp sẽ móc cho mình là mũi tăng ha. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Sau đó tiếp tục xen kẽ sẽ là một hàng móc đều, một hàng tăng mũi. Đối với những bạn nào mà muốn tăng size thì cứ tăng dần số mũi móc đơn lẻ lên ha. Sau đó cứ xen kẽ là một hàng tăng và một hàng không tăng nè, cho đến khi ta đạt được cái độ rộng của trái dâu. Đối với size này của mình làm size móc khóa cho nên mình sẽ dừng lại ở hàng móc với cụm tăng là 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng như thế này ha. Ta sẽ dừng lại ở cụm móc này, 3 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Mình tạo ra được tổng cộng là 30 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Khi hoàn tất được đủ cái độ rộng cho trái dâu rồi, các vòng móc kế tiếp không cần phải tăng mũi nữa. Cứ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha, cho đến khi ta đạt được cái độ cao của trái dâu nè. Mình có 30 chân móc thì mỗi chân móc một mũi móc đơn, ta sẽ có 30 mũi móc đơn vào 30 chân ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng, sau đó thêm nhiều vòng móc như vậy nữa. Ở đây sau khi đã móc lên 4 hàng móc đều nè, thì cái phần trái dâu của mình nó sẽ có được một cái độ cao như thế này. Các bạn tiếp tục kết thúc vòng này, sau đó mình sẽ thay màu để tạo cái phần thân bên trên. Thì để thay màu khi các bạn kết thúc đến cái hàng gần cuối cùng rồi nè, các bạn sẽ kéo dài sợi len lên chứ khoan hãy kết thúc vòng ha. Kéo dài sợi len lên, sau đó ở cái mũi móc đơn cuối cùng mà mình vừa móc ở cái hàng này nè, cái mũi móc đơn cuối cùng đó nó sẽ có một cái đường nằm bên trên, nằm theo cái hướng mình móc, nó nằm bên hướng mình móc ha. Đâm kim vào đó, sau đó đâm kim vào một đường móc nằm thẳng của cái chân mũi đơn đó. Khi trên kim được 2 đường móc thì các bạn sẽ đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau, chừa một đoạn vừa đủ dài nè, kéo cái sợi len màu trắng qua 2 cái đường đó. Sau đó ta đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại, móc lên một mũi móc xích. Sợi len màu đỏ thì lúc này các bạn sẽ kéo cho nó về lại cái vị trí ban đầu ha, và mình sẽ cắt cái đoạn len màu đỏ đi do mình không sử dụng màu đỏ nữa nè. Như vậy là lúc này trên kim của mình nó sẽ thay được màu trắng ha. Để tạo cho phần thân trái dâu của mình nó có cái điểm nhấn hơn á, thì ở cái hàng móc thay màu này các bạn tiếp tục móc đều cho mình, mỗi chân là một mũi móc đơn. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn vào chân móc. Và để tạo điểm nhấn ha, đến cái chân móc thứ hai thì thay vì mình móc vào chân móc, các bạn sẽ không móc vào chân móc đó mà mình sẽ móc vào cái chân móc nằm phía dưới, tức là cái chân móc mà ta móc cái mũi móc đơn này ha, là cái chân móc phía dưới này nè. Các bạn đâm kim vào đó, sau đó móc cho mình mũi móc đơn vào chân phía dưới ha. Khi móc mũi móc đơn thì nhớ nè, đâm kim, kéo len và kéo dài cái sợi len lên cho nó bằng với mũi mình đang móc ha. Sau đó kéo qua 2 đường trên kim nè. Như vậy là ta sẽ có được một cái mũi đơn dài. Tiếp tục chân móc kế tiếp thì mình sẽ móc vào chân móc một mũi móc đơn. Khi móc nhớ giấu len thừa ha. Xen kẽ sẽ là một mũi móc, giống như cái mũi dài này nè, thì ta sẽ không móc vào chân móc kế bên mà mình móc vào cái chân móc phía dưới là cái chân móc móc mũi móc đơn đó ha. Sau đó mình sẽ móc xen kẽ cho đến cuối hàng. Cứ một chân thì mình sẽ móc vào chân móc, còn một chân thì mình sẽ không móc vào chân móc mà móc vào cái chân ở phía dưới ha. Nhớ ha, mỗi lần đâm kim thì kéo cái sợi len cho nó dài lên một tí nè, tương tự cho đến hết. Sau khi móc xen kẽ được đến cuối hàng thì kết thúc, đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời, guốc lại ha và lên một mũi móc xích. Ta sẽ tạo ra được cái điểm nhấn cho họa tiết trái dâu nè. Khi có được cái chiều cao của trái dâu rồi, bây giờ mình sẽ giảm mũi cho phần trái dâu của mình nó bo nhỏ lại. Để giảm mũi thì mình sẽ dựa vào cái hàng mà mình tăng mũi cuối cùng bên trên. Ở đây hàng tăng mũi cuối cùng bên trên của mình dừng lại ở cụm móc với 3 mũi móc đơn, sau đó là mũi tăng nè. Đây là cụm móc tăng mũi cuối cùng của cái phần thân trái dâu ha. Các bạn sẽ dựa cho mình vào hàng tăng mũi cuối cùng là cái hàng này, 3 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ mình bê cái số mũi móc đơn lẻ này xuống phía dưới. Các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn mỗi chân. Mũi móc đơn đầu tiên nè, mũi thứ hai vào chân thứ hai và mũi thứ ba vào chân thứ ba. Khi có được 3 mũi móc đơn mỗi chân rồi, thay vì ở bên trên mình tăng mũi thì bây giờ các bạn sẽ giảm mũi ha. Giảm mũi tức là mình sẽ chụm hai chân liên tiếp lại thành một mũi. Cách làm như sau: ta đâm kim vào chân móc kế bên, kéo sợi len qua chân móc. Nhớ là khi kéo len các bạn đừng có kéo dài cái mũi móc quá, mà mình sẽ kéo sát với cái đầu kim luôn. Sau đó giữ nguyên vị trí này và đâm kim đến chân móc thứ hai, kéo len. Khi trên kim được 3 đường, kéo len qua hết 3 đường trên kim, ta sẽ có được một mũi giảm và mình sẽ có được cụm như thế này ha. 3 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. 3 mũi móc đơn mỗi chân nè, mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba, sau đó sẽ là mũi giảm vào hai chân kế tiếp ha. Lần lượt đâm kim vào chân đầu tiên nè, sau đó chân thứ hai, kéo qua hết 3 đường trên kim ha, ta được cụm thứ hai. Móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì hoàn tất vòng này, mình sẽ có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này ha. Ta giảm được 6 mũi nè. Kết thúc thì tương tự như các hàng bên trên, đâm kim chân đầu tiên, guốc lại, lên một xích. Thì phần trái dâu của mình nó sẽ dần dần bo nhỏ lại. Hàng kế tiếp thì khác với tăng mũi bên trên, mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ. Lúc này mình giảm mũi thì mình sẽ giảm dần số mũi móc đơn lẻ ha. Hàng bên trên của mình, hàng giảm đầu tiên nè, mình có 3 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi giảm. Thì bây giờ các bạn sẽ giảm cho mình cái số mũi móc đơn lẻ này xuống. Ở đây 3 mũi thì bây giờ mình sẽ giảm lại còn 2 mũi ha. Ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào mỗi chân. Chân đầu tiên nè, một mũi móc đơn. Chân thứ hai một mũi móc đơn. Có được 2 mũi móc đơn mỗi chân thì hai chân kế tiếp giảm mũi. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc đó, sau đó kéo qua 3 đường trên kim, mình sẽ có được cụm đầu tiên của vòng móc này. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau đó những bạn nào mà tăng sai thì cứ giảm dần như vậy cho mình ha. Giảm dần số mũi móc đơn lẻ mỗi chân xuống, 2 mũi mỗi chân nè, sau đó là mũi giảm. Hàng kế tiếp á, sẽ là 1 mũi móc đơn, sau đó là mũi giảm ha. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình đạt được cái độ rộng vừa phải cho cái phần trái dâu nè. Hàng này 2 mũi mỗi chân, sau đó là mũi giảm. Thì bây giờ tiếp tục móc thêm cho mình hàng móc 1 mũi móc đơn, sau đó là mũi giảm nha. Sau khi móc kết thúc cái hàng đó của mình nè, có 1 móc đơn, sau đó là mũi giảm, cụm móc của hàng móc cuối cùng này ha. Thì có cái độ rộng vừa phải rồi, ta sẽ nhồi gòn vào bên trong cho phần thân của trái dâu nó được cứng cáp hơn. Khi nhồi gòn hoàn tất rồi thì tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc giảm mũi nữa. Lúc này hàng móc giảm mũi này mình sẽ móc liên tiếp vào 12 chân mà mình tạo này. Mình sẽ có 6 mũi giảm liên tiếp vào 12 chân đó ha. Mũi giảm đầu tiên nè, đâm kim lần lượt vào 2 chân và kéo qua 3 đường. Tiếp tục mũi giảm thứ hai, làm tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Mũi giảm thứ ba, khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân mũi giảm đầu tiên, móc một mũi dời. Lúc này mình sẽ không móc lên xích mà các bạn guốc cho cái mũi dời nhỏ lại và kéo dài sợi len, sau đó mình cắt một đoạn len vừa đủ dài. Ta sẽ sử dụng kim khâu, các bạn sẽ xỏ sợi len này vào trong kim khâu. Lúc này mình sẽ có 6 cái chân của 6 mũi giảm đó, ta lần lượt đâm kim vào đường móc bên ngoài của 6 chân đó ha. Chân đầu tiên nè, vào đường móc bên ngoài. Chân thứ hai, chân thứ ba, chân thứ tư, chân thứ năm và chân thứ sáu. Sau đó dùng tay guốc thật mạnh lại cho cái mũi của mình nó nhỏ lại, giấu sợi len vào bên trong. Cái sợi len dài này các bạn sẽ cắt cho mình dài ra ha. Sau đó cái sợi len này mình sẽ sử dụng để mình tạo những cái chấm chấm cho cái họa tiết của mình nè. Các bạn có thể tạo cho mình tầm khoảng 1 cho đến 2 hàng móc ha, để tạo cái độ dài cho cái phần hột của mình nè. Sau khi đã kết thúc cho mình được họa tiết trái dâu và tạo những cái đường như thế này, ta sẽ có được cái phần thân ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần lá. Ở đây mình đã móc 2 vòng móc cho phần lá rồi nè. Công thức móc tương tự giống như cái phần thân của trái dâu. Vòng đầu với 6 mũi đơn và vòng 2 với 6 mũi tăng ha. Ta sẽ có được cái kích thước như thế này. Thì tiếp tục đến vòng móc kế tiếp mình sẽ không móc đều mà các bạn tiếp tục tăng mũi cho mình. Ta sẽ có cụm móc 1 móc đơn, sau đó là 2 móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy là vòng thứ 3 của phần lá mình sẽ có được cụm như thế này ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối. Sau khi móc được đến cuối vòng thì ta cũng có được tổng cộng là 6 cụm móc như thế này, tăng được 6 mũi cho vòng này ha. Mình sẽ dừng lại ở cái độ rộng của phần lá này. Kết thúc vòng thứ 3 ha. Từ đây móc lên cho mình 1 dây móc xích sao cho nó có cái độ dài vừa đủ để mình tạo ra cái phần lá ha. Những bạn nào mà tăng sai thì nhớ tăng thêm cho mình 1 vòng móc ở phần lá, tức là mình sẽ có 2 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng nha. Mình tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên. Bây giờ mình sẽ móc phần lá nè. Dây móc xích của mình nó sẽ tầm khoảng 7 cho đến 8 mũi móc nha. Mình sẽ móc lên 8 mũi móc xích. Khi có được 8 mũi móc xích mình tạo ra được cái độ dài cho phần lá rồi nè, phần cuốn lá. Đây, đưa vào ha, thì nó sẽ tương thích với trái dâu rồi. Được 8 mũi rồi thì móc tiếp lên 1 mũi, đâm kim vào chân thứ 8 móc 1 mũi dời. Chân thứ 7 các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Mình nâng cao cái độ cao của mũi móc lên ha. Chân thứ 6 và chân thứ 5 mỗi chân móc 1 mũi nửa kép. Còn lại 4 chân móc cuối cùng thì 4 chân đó móc cho mình mũi kép đơn ha, vào 4 chân cuối cùng. Khi hoàn tất được vào 8 cái chân mà mình tạo độ dài của cái phần cuốn lá này rồi thì tiếp tục các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc kế tiếp. Đây, bỏ qua 2 chân móc và móc vào chân móc thứ 3 1 mũi dời. Ta hoàn tất được cái phần cuốn lá đầu tiên ha. Từ đây móc tiếp lên cho mình một cái lá tương tự. Được cái phần lá thứ 2 rồi thì cũng bỏ qua 2 chân móc kế bên. Đây là cái chân mà mình móc mũi dời ha, thì không tính cái chân đó nha. Bỏ qua 2 chân móc mà còn nguyên kế bên nè, đâm kim vào chân thứ 3 móc 1 mũi dời. Sau đó các bạn tiếp tục làm tương tự cho mình cho các cái chân còn lại, tạo cái phần lá tương tự ha. Sau khi tạo hoàn tất cho đến cuối vòng thì đâm kim vào chân đầu tiên, tức là cái chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng tăng mũi bên trên, móc vào đó 1 mũi dời. Kéo dài sợi len lên một tí và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời kết thúc và kéo sợi len thừa này ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc, ta sẽ hoàn tất được một cái phần lá đài của trái dâu ha. Các bạn sử dụng keo và mình chích cái phần keo này vào bên trong và đính ở bên trên mặt màu trắng của trái dâu nè. Đây, đính các cái phần lá lại ha, mình sẽ hoàn tất được trái dâu như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết gấu nha. Về phần gấu ở bên trên thì mình đã móc lên tổng cộng là 3 hàng móc, công thức móc tương tự giống như là cái phần lá. Nhưng mà tiếp tục các bạn sẽ tăng cho mình thêm 1 hàng móc cho cái phần đầu nó có cái độ rộng ra hơn nữa. Thì mình sẽ không móc giống như là cái phần thân trái dâu mà mình móc liền ha. Hàng tăng mũi kế tiếp sẽ tăng tịnh tiến cho mình số mũi móc đơn lẻ lên. Ở đây mình có 1 móc đơn sau đó là mũi tăng, thì bây giờ tiếp tục tăng cho mình là 2 mũi mỗi chân. Sau đó sẽ là mũi tăng. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha. 2 mũi mỗi chân sau đó là mũi tăng. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì ta cũng tăng được 6 mũi cho vòng này, có được 6 cụm ha. Kết thúc vòng nè. Đâm kim vào chân đầu tiên ha, vuốt lại. Lên 1 xích. Thì cái độ rộng của cái đầu của gấu á, mình sẽ dừng lại ở 4 cái hàng này ở trên đỉnh đầu ha. Nó đã có cái độ rộng vừa tương thích rồi. Thì tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình thêm 2 cho đến 3 hàng móc đều. Đều tức là mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn. Lúc này mình sẽ có 24 mũi móc đơn vào 24 chân ha. Móc cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc đều. Ở đây mình sẽ dừng lại ở 3 hàng móc đều cho cái phần đầu của gấu nó có cái độ sâu vừa phải rồi ha. 4 hàng móc tăng thì bây giờ 3 hàng móc đều. Hàng kế tiếp tiếp tục tăng mũi. Tăng mũi thì dựa vào hàng tăng mũi gần nhất ở bên trên. Ta có 2 mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ khi tăng mũi, tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên, mình sẽ có 3 mũi móc đơn mỗi chân. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai và mũi thứ ba. Sau đó sẽ là 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta sẽ có được cụm móc này ha. Móc tương tự cụm này cho các chân còn lại cho đến cuối vòng. 3 mũi móc đơn mỗi chân. Mũi thứ hai, mũi thứ ba, sau đó sẽ là mũi tăng. Mình có được cụm thứ hai. Sau khi móc đến cuối vòng ta cũng có được tổng cộng là 6 cụm như thế này, tăng được 6 mũi. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích, sau đó các bạn tăng thêm cho mình một hàng móc nữa. Cách tăng cũng tương tự, tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ của hàng gần nhất. Ở đây mình có 3 mũi thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình 4 mũi mỗi chân ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Có được 4 mũi rồi, chân kế tiếp sẽ móc cho mình mũi tăng. Như vậy là vòng móc này mình sẽ có được cụm này ha, 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng, tương tự cho đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng thì ta cũng tăng lên được tổng cộng là 6 mũi cho vòng này. Ta tạo ra được tổng cộng là 36 mũi móc đơn. Kết thúc vòng, móc lên một xích. Đây, như vậy là cái phần đầu của mình nó sẽ dần dần rộng ra ở phía dưới để mình tạo cái phần bầu cho má ha. Tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc đều. Tức là mình sẽ móc 36 mũi móc đơn vào 36 cái chân móc này. Các bạn sẽ móc cho mình cho đến hết vòng ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì cái phần đầu gấu của mình nó sẽ có cái độ phồng ở má như thế này ha. Khi nó đã tương thích được với cái độ rộng của trái dâu rồi thì bây giờ mình sẽ giảm mũi để mình bo lại tạo hoàn tất cái phần đầu. Giảm mũi thì tương tự giống như cách mà mình dựa vào giảm mũi ở phần trái dâu. Ta sẽ dựa vào cái hàng mà mình tăng mũi gần nhất ở bên trên. Mình có 4 mũi mỗi chân, sau đó là mũi tăng. Thì bây giờ bê cái số mũi móc đơn lẻ mỗi chân này. Bê 4 mũi này xuống phía dưới ha. Móc cho mình 4 mũi móc đơn vào 4 chân. Mũi đầu tiên nè. Tiếp tục mũi thứ hai vào chân thứ hai, mũi thứ ba và mũi thứ tư. Được 4 mũi mỗi chân rồi, thay vì hàng bên trên mình tăng mũi thì bây giờ mình chụm 2 chân liên tiếp thành 1 mũi. Ta sẽ có được cụm móc như thế này ha. Các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, sau đó liên tiếp móc cho mình thêm nhiều hàng móc giảm mũi nữa cho đến khi mình đạt được cái độ rộng cuối cùng. Và các bạn sẽ làm tương tự cho mình giống như cái phần thân của trái dâu ha, giảm dần cái số mũi móc đơn lẻ xuống, nhồi gòn vào bên trong, sau đó bít lại cho cái họa tiết của mình hoàn tất. Công thức cho các hàng kế tiếp mình có để trên màn hình ha, các bạn có thể dựa trên màn hình và mình giảm mũi cho phù hợp. Sau khi đã giảm mũi hoàn tất và nhồi gòn vào bên trong cho đầu gấu của mình nó có cái độ cứng cáp hơn ha, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần tai. Phần tai ở đây mình sử dụng màu đen nên sẽ nó hơi khó thấy mũi móc, mình sẽ có ghi công thức trên màn hình ha. Các bạn sẽ móc cho mình 2 vòng móc tăng mũi, tương tự giống như cái phần thân trái dâu. Vòng đầu tiên với 6 mũi móc đơn và vòng thứ hai với 6 mũi tăng. Cũng giống như là cái phần cuốn lá nè, có 2 vòng móc tăng mũi. Thì khi hoàn tất được 2 vòng móc tăng mũi rồi, 2 hàng kế tiếp móc đều và không tăng mũi cho cái phần tai nó có được một cái độ sâu. Kết thúc được phần tai thì cắt một đoạn len vừa đủ dài, sau đó mình sẽ sử dụng cái đoạn len này mình khâu vào trong phần thân của đầu gấu ha. Ta sẽ gập cái phần tai theo 1 mét như thế này và mình sẽ đưa vào phần thân nè. Canh chỉnh vừa với cái phần tai đối diện. Từ cái vòng tròn này các bạn dời ra cho mình 3 vòng, mình sẽ đâm kim vào cái chính giữa của hàng thứ 3 và thứ 4. Phần tai mình sẽ khâu ở 3 hàng móc, giống thẳng qua bên này ha. Đây, mình sẽ khâu ở 3 hàng móc như thế này. Thì các bạn cũng giống thẳng hàng qua. Để khâu thì mình sẽ đâm kim, mũi đầu tiên là đâm kim vào chân này nè. Mũi thứ hai thì lùi về một chân, đâm kim như thế này. Đây ha. Đến mũi thứ 3 thì đâm kim bằng với cái mũi thứ 2. Và mũi thứ 4 tiếp tục dời ra lại cái phía trước. Dời ra ha. Tức là khi khâu cái phần tay mình sẽ khâu 4 đường như thế này. Đâm kim từ trước ra sau ha, vào chân móc đầu tiên nè. Kéo lên. Đồng thời ở phần tay thì mình sẽ đâm kim từ sau ra trước vào hai chân móc song song với nhau. Để cho cái phần tay của mình nó uốn cong ha. Kéo lên ra trước nè. Sau đó tiếp tục ở cái phần đầu á, thì các bạn lùi cho mình về một chân móc nè. Phần tay lúc này thì mình có 6 chân móc, khi mà mình chập lại các bạn sẽ bỏ qua cho mình 2 chân móc sát bên này ha. Đâm kim vào chân thứ 5 và chân móc tương đương ha, kéo ra phía trước. Mũi cuối cùng ha, từ phần đầu nè, đâm từ trước ra sau, nhớ lùi ra phía trước một chân móc ha. Đâm ra phía sau nè. Sau đó phần tay mình đâm vào chân cuối cùng. Như vậy là phần tay của mình nó sẽ tạo ra được một cái độ uốn cong như thế này ha. Cho phần tay của mình nó có cái độ sâu vào trong. Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Sau khi giấu len hoàn tất cho phần tay, mình sẽ khâu một phần tay tương tự như vậy nữa. Tiếp tục sử dụng cho mình một cái lớp nỉ nè. Các bạn sẽ cắt cho mình theo cái khuôn của mắt gấu như thế này, hình oval ha. Mình sẽ cắt 2 cái tương tự và mình đính hai bên, sau đó đính hạt mắt vào bên trong. Tiếp tục tạo phần mũi nè. Dùng kim và mình kéo cái sợi len vào hai cái chân móc nằm ngang ở giữa của hai mắt ha. Sau đó đưa vào chân nằm chính giữa. Từ cái vị trí chính giữa này mình luồn xuống về một hàng móc. Đâm kim vào chân móc phía dưới ha. Sau đó giấu sợi len thừa. Ta hoàn tất được phần mũi nè. Đánh mã hồng ở hai bên cho chú gấu của mình thêm xinh xắn hơn. Sau đó gắn cái khoen móc khóa bên trên đầu ha. Nếu không thích thì các bạn có thể tách làm hai nè, một móc khóa trái dâu và một móc khóa gấu trúc ha. Hoặc là ta có thể đính cái phần đầu của gấu lên trên trái dâu nè, tạo điểm nhấn cho họa tiết của mình hơn ha. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một mẫu móc khóa hình gấu dâu xinh xắn như thế này. Các bạn có thể thay đổi màu tùy thích hoặc là tăng giảm size ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.